Hàng vàng mã sông Hồ được bán quanh năm, không có mùa ế, nhưng khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 âm lịch luôn là tháng tiêu thụ mạnh nhất. Tuy nhiên so với các năm trước thì thị trường vàng mã năm nay có vẻ vắng hơn. Chả khác tí nào cháu ạ. Cứ đỏ nào sao ấy, tiền nào của ấy, giấy đẹp thì nhiều tiền, giấy xấu thì ít tiền, có thế thôi. Bộ thì 1.000, bộ thì 2.000, bộ thì 5.000, có bộ 10.000. Đấy, có thế thôi. Đẹp nữa thì 15-20.000. Ở từ xưa đến giờ thì các cụ bảo là phú quý sinh lễ nghĩa. Thì là có, thì là báo hiếu cho bố mẹ ông bà, mà không có thì thôi. Nhà có thì là đốt nhiều, nhà không có đốt ít. Cũng như là người trần, các cháu cũng thế thôi. Người ta nói trần sao ẩm vậy, nên ở đây không thiếu thứ gì, từ biệt thự, xe hơi đến điện thoại. Xu hướng giảm tháng 7 năm nay, nhiều người đi mua vàng mã thường chọn quần áo, ô tô, xe máy, iPhone. Bộ vàng mã rẻ thì vài chục nghìn, còn nếu muốn hàng độc lạ thì phải làm theo yêu cầu của khách, có khi lên đến tiền triệu. Thị trường vàng mã hiện nay là rất là đa dạng, bởi vì là từng năm là đều có các mẫu mã mới, từ quần áo cho đến giày dép, rồi các loại ô tô, rồi xe máy các thứ, là cái gì cũng phải cải tiến, mà đại khái là hàng năm là đều phải có mẫu mã mới thì khách hàng người ta mới đến đây người ta mua, chứ còn đâu là mẫu mã cũ như mọi năm thì là người ta lại không chuộng nữa. Giới trẻ thì người ta cũng nhiều người là cũng không hiểu biết, thế cho nên cô cũng tư vấn cho người ta là đốt cũng gọi là ít thôi, không cần đốt nhiều, tâm mình là chính. Thế coi như là ví dụ như bình thường là ví dụ ngày xưa là đốt phải đủ các thứ, như cô bảo không cần đốt nhiều, chỉ cần một ít thôi. Mỗi năm đốt một thứ, mỗi năm đốt một thứ, không phải năm nào người ta cũng đốt nhà, năm nào đốt xe máy. Có thể thấy, việc người dân ít quan tâm hơn đến vàng mã là một điều đáng mừng, bởi người dân đã dần ý thức hơn với việc đốt vàng mã tại các nơi thờ tự. Tuy nhiên, với một làng nghề truyền thống hàng trăm năm làm vàng mã như thế này, thì đó là một nỗi trăn trở lớn, bởi người dân nơi đây đa phần sống dựa vào việc kinh doanh vàng mã.